Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý có trong chương trình. Phát huy hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng tại huyện Dùng Biên Đề xuất bỏ quy định xử phạt đối với người tham gia giao thông không mua bảo hiểm cho xe mô tô xe chẳng máy. giới công đảng Anh cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thưa quý vị, quyền Châu Thành tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Minh Phước 4 tại ấp Vĩnh Diễn, xã Thanh Vĩnh Đồng, tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Giang Dũng. Cầu Minh Phước 4 bắc qua rạch Đồn, ấp Vĩnh Viên được xây dựng và qua sử dụng nhiều năm. Tuy nhiên mặt cầu nhỏ hẹp không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa của người dân. Được sự ủng hộ của nhóm thiện nguyện Vòng tay Việt Nam, xã Thanh Vĩnh Đông tiến hành khởi công xây dựng cầu mới, đặt tên là cầu Minh Phước 4. Với thiết kế bê tông cốt thép, cầu có chiều dài 18m, mặt cầu rộng 3m, tổng kinh phí của cây cầu là 250 triệu đồng, trong đó gia đình bà Lê Phương Thảo, Hà Nội ủng hộ 200 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp. Công trình nhà thờ giáo sứ Vĩnh Hưng được khởi công xây dựng với tổng diện tích hơn 900 m2, tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 18 tỷ đồng. Do tòa giám mục giáo phận Vĩnh Hưng hỗ trợ, và nguồn do các chức sắc, tu sĩ và giáo dân ủng hộ. Nhà thờ giáo sứ đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của hơn 1.000 giáo dân đang sinh hoạt trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, hưởng ứng ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, công an các địa phương trong tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại huyện Thủ Thừa, các học viên được nghe tuyên truyền hướng dẫn về kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở, hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người giới thiệu trang bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua đây, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an quyền Bến Lức tổ chức tuyên truyền trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng thoát hiểm cho cán bộ, công nhân dân chức tại các cơ quan, tổ chức chủ các cơ sở nhà trọ các khu dân cư công nhân người lao động đang làm việc tại các cơ sở doanh nghiệp theo đó các đại biểu được nghe phổ biến nội dung cơ bản của luật phòng cháy chữa cháy và những điểm sửa đổi bổ sung các nghị định của chính phủ thông tư của bộ công an về công tác phòng cháy chữa cháy cùng đó được hướng dẫn phương pháp tuyên truyền và thực tập phương án chữa cháy phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thị xã kiến tường tổ chức hoạt động tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhân dịp ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy hướng dẫn thực hành kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn đây là hoạt động thực tế nhằm giúp toàn dân được tuyên truyền hướng dẫn các kiến thức cơ bản và trải nghiệm thực hành vận hành các trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tại Tân Hưng, công an huyện Tuyên truyền hướng dẫn quần chúng nhân dân về kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giới thiệu các trang bị, công cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cùng với đó, quần chúng nhân dân được hướng dẫn và thực hành dập tắt đám cháy do rò rỉ khí ga, thực hành rải vòi chữa cháy, phun nước tiêu điểm, trải nghiệm thoát nạn trong không gian hạn chế. Quyện Thủ Thừa tổ chức trao 200 cây bổi chồi để người dân chăn nuôi bò ở các xã Bình Thạnh, Bình An, Tân Thành, Mỹ Thạnh, Mỹ An và Mỹ Phú trồng. Cây bổi chồi khá dễ trồng, chịu hạn, chịu ngập úng tốt, có thể cắt tỉa làm hàng rào, cắt tỉa lá làm đệm lót chuồng trong chăn nuôi và có tác dụng xua đuổi ruồi. Đây là số cây huyện tiếp nhận từ chương trình trao cây giống nông thôn mới do Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tại huyện Đức Hòa vừa qua. Chuyển sang các thông tin khác. Nhiều ý kiến kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cần bỏ quy định xử phạt đối với người tham gia giao thông không mua bảo hiểm cho xe mô tô, xe gắn máy. Nguyên nhân là do việc đưa ra loại bảo hiểm này không phát huy hiệu quả thiết thực cho chủ phương tiện mà chỉ dùng để khi lực lượng chức năng kiểm tra. Thực tế, thời gian qua, chủ xe mua bảo hiểm, nhưng khi gặp tai nạn xảy ra, đơn vị bán bảo hiểm thường thiếu trách nhiệm bồi thường, giải quyết quyền lợi cho người mua, trong khi đó, người mua cũng chỉ mua cho có để phòng khi lực lượng chức năng hỏi thầm, thậm chí chưa hiểu rõ về quyền lợi của mình khi tai nạn xảy ra. Theo thống kê, sau hơn 10 năm triển khai Nghị định 103, tỷ lệ chi trả bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với xe máy dẫn ở mức rất thấp, gần 6% năm 2019, tức chỉ 45 tỷ đồng chi trả trên 765 tỷ đồng phí bảo hiểm. Theo Bộ Giao thông vận tải, việc bỏ quy định xử phạt đối với người tham gia giao thông phải bắt buộc mua bảo hiểm cho xe mô tô xe gắn máy thì cần phải nghiên cứu sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm mà luật này do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng còn Bộ Giao thông vận tải không đủ thẩm quyền quyết định. Thưa quý vị, sau thời gian dài giảm giá, giá heo hơi hiện dao động từ 48.000 đến 54.000 đồng một ký tùy theo dùng miền. Với mức giá này, người chăn nuôi không có lãi, thậm chí đang thua lỗ. Do vậy, nhiều hộ chăn nuôi tạm dừng kế hoạch tái đàn nhiều chuồng trại phải bỏ không dù đang vào cao điểm tái đàn phục vụ nhu cầu Tết. Liên quan đến vấn đề này, Cục trưởng Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, giá cả chăn nuôi là câu chuyện điều tiết của thị trường từ giá cả đầu vào, nguồn cung, khả năng tiêu thụ. Khi giá tăng, người nuôi hưởng lợi, giá giảm cũng phải gánh chịu rủi ro. Cục trưởng khẳng định sẽ không thiếu hụt thực phẩm, thịt heo cuối năm và dịp Tết 2024, bởi khi chúng ta tham gia các hiệp định thương mại tự do giữa các nước trên thế giới và khu vực, sẽ có sự trao đổi hàng hóa. Hiện nay, tình trạng lạm dụng khí N2O còn được gọi là bóng cười tại một số điểm vui chơi, giải trí gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và thể chất của người dân. Đã có không ít trường hợp phải nhập viện điều trị dài ngày vì tổn thương tủy cổ, tê yếu tay chân do ngộ độc khí N2O, loạn thần. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh không sử dụng khí N2O trên người bệnh khi chưa được Bộ Y tế phê duyệt. Đơn vị nào để xảy ra việc thất thoát, lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích thì thủ trưởng đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Văn bản của Bộ Y tế nhấn mạnh Quyện Đức Ba tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại đây, các doanh nghiệp công nghệ số đã giới thiệu các giải pháp hệ sinh thái dịch vụ nền tảng số. Đồng thời, các doanh nghiệp và đơn vị chuyển đổi số cũng dành thời gian trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề về chuyển đổi số hiện nay. Đức Ba là huyện có hoạt động kinh tế sôi động với hơn 6.000 doanh nghiệp trong nước đăng ký hoạt động. Hội thảo lần này là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp các doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ, giải pháp, sử dụng nền tảng số, phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp huyện đoàn Cần Duộc tổ chức lễ ra quân đội hình IT áo xanh, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia với chủ đề khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Theo đó, mỗi cơ sở đoàn thành lập đội hình IT áo xanh từ 5 đến 7 thành viên tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ người dân và thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử, phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt chữ ký số miễn phí hoạt động thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, góp phần lan tỏa và thu hút sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội trong chuyển đổi số. Thưa quý vị, hướng đến mục tiêu thực hành thành công chuyển đổi số trên địa bàn huyện biên giới. Thời gian qua, Đức Huệ không ngừng phát huy hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng và xem đây là cánh tay đắc lực của hệ thống chính trị, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số với mục tiêu mỗi ấp khu phố một tổ công nghệ số cộng đồng. đến nay thì 11 trên 11 xã thị trấn của huyện Đức Huệ đã thành lập được 49 tổ công nghệ số cộng đồng với 252 thành viên. với phương châm gần dân sát dân nhiệt tình trách nhiệm đi từng ngõ gõ từng nhà hướng dẫn cài đặt từng người. tổ công nghệ số cộng đồng đã tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến hướng dẫn người dân tiếp cận cài đặt sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu. À, thời gian tới thì tiếp tục À, à, phát huy vai trò của tuổi trẻ nhất là à, à, nâng cao chất lượng của tổ công nghệ số cộng đồng nhằm tuyên truyền những chủ trương à, chuyển đổi số quốc gia và hướng dẫn người dân đăng ký à, tài khoản nộp à, trực tuyến qua cổng dịch vụ à, công long an à, cài đặt các app à, thanh toán điện tử à, trên các hồ sơ trực tuyến việc đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số chính là giải pháp quan trọng giúp cho các tổ công nghệ số cộng đồng phổ cập kỹ năng số tới từng người dân trên đặc thù địa bàn Bình thì lúc mà sử dụng cái mạng trên điện thoại thì nó bị yếu à, lên các app đồ nó 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 bị đứng hơi lâu rồi một số nữa là à, người lớn tuổi thì người ta không có sử dụng điện thoại thông minh nên là khó để tiếp nhận tiếp cận được cái chuyện đổi số này hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng là cánh tay nối dài của ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp. Đến nay thì dịch vụ công trực tuyến huyện Đức Huệ đạt hơn 97,6%. Tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện có hồ sơ sức khỏe điện tử được sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe đạt 100%. Đây là tiền đề thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại huyện biên giới. Lãnh đạo công đảng đối lập của Anh Kier Starmer cho biết ưu tiên số một của đảng này là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và rằng công đảng sẽ đạt được mục tiêu này rất nhanh chóng. Theo ông kia Starmer, nếu công đảng trở thành đảng cầm quyền ở Anh sau cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, đảng này sẽ tạo điều kiện để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế Anh. Cụ thể, công đảng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp và tạo môi trường ổn định cho các nhà đầu tư vốn là điều chưa được chú trọng trong thời gian qua. Cũng giống như nhiều nước khác kinh tế Anh tăng trưởng chậm lại do lạm phát tăng, tạo gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp và hộ gia đình. Trong bối cảnh đó, việc dậy và thúc đẩy kinh tế đang là vấn đề được cử tri cũng như các chính đảng ở nước này đặc biệt quan tâm. Nhất là khi cuộc tổng tuyển cử đang tới gần. So với các nước khác trong khu vực như Đức và Pháp, kinh tế Anh phát triển tốt hơn so với dự kiến, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã phát đi thông điệp về khả năng có thể sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vì lạm phát hiện vẫn ở mức cao. Theo người đứng đầu cơ quan này, dù lạm phát đã được hạ nhiệt đáng kể trong thời gian qua, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu mong muốn. Thống đốc phép bà Michelle Bauman cho biết, Việc cơ quan này tiếp tục tăng lãi suất và duy trì trong thời gian dài là cần thiết để đưa lạm phát trở lại ngưỡng mục tiêu 2% một cách kịp thời. Vì thế, bà ủng hộ dịp phép sẽ tiếp tục siết chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong thời gian tới. Cụ thể là tại cuộc họp sắp tới, nếu như dữ liệu cho thấy tiến trình suy giảm lạm phát có dấu hiệu chậm lại. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cũng đang kiên định với chính sách đưa lạm phát về mức mục tiêu. Trong bối cảnh lạm phát ở châu Âu dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Theo Chủ tịch ECB Christine Lagarde, ECB muốn đưa lạm phát về mức 2% và sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu này. Bà Lagarde cho rằng hiện lãi suất đã đạt đến mức mạnh nếu được duy trì đủ dài, thì sẽ góp phần kéo dài lạm phát về mức mục tiêu sớm nhất có thể. Trong cuộc họp hồi tháng trước, ECB đã quyết định tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp lên mức cao kỷ lục là 4%. Các nhà quyết định chính sách cũng tin tưởng mức lãi suất 4% hiện nay là đủ để đạt được mục tiêu về lạm phát, cho dù vẫn có một số ý kiến cho rằng cần tiếp tục tăng cao hơn nữa. Thời gian gần đây, trào lưu ăn miếng snack cay nhất thế giới One Chip đang thu hút không ít những người tò mò, đặc biệt là những người trẻ. One Chip là một miếng snack được chế biến từ một loại ớt có tên Carolina Reaper, loại ớt cay nhất thế giới. Người tham gia thử thách phải ăn hết một miếng snack cay trong khoảng thời gian ngắn nhất. Các nhà nghiên cứu dinh dưỡng cho biết những loại ớt cay có chứa capsaicin, một loại chiết xuất thực vật mà với liều lượng nhỏ được cho là có lợi cho sức khỏe, nhưng nó cũng có thể gây kích ứng. Capsaicin liều cao có thể gây bỏng miệng và bỏng thực quản, gây ra các vấn đề về dạ dày, buồn nôn và ói mửa. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque lần thứ 51, giờ chính thức khai mạc tại thành phố cùng tên, thuộc bang New Mexico của Mỹ, với sự tham gia của hàng trăm khinh khí cầu đến từ khắp nơi trên thế giới. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque là sự kiện thường niên kéo dài trong vòng 9 ngày và được tổ chức ngay trong tuần đầu tiên của tháng 10. Lễ hội năm nay dự kiến có sự tham gia của hơn 600 khinh khí cầu với đủ loại màu sắc và hình dáng. Khoảng 700 người điều khiển cùng hàng trăm nghìn người dân địa phương cùng du khách quốc tế. Những điểm đáng chú ý của lễ hội khinh khí cầu Albuquerque có thể kể đến như các cánh tập thể của hàng trăm kinh khí cầu, hay hoạt động thắp sáng trên không của khinh khí cầu vào buổi tối. Lung linh quyền ảo như lạc vào thế giới cổ tích giữa lòng thủ đô Berlin hiện đại. Đó là cảm nhận của du khách khi tham dự lễ hội ánh sáng Berlin 2023 đang diễn ra tại đất với chủ đề sắc màu cuộc sống ngay trong đêm đầu tiên hàng chục nghìn du khách đã đổ về các điểm tổ chức lễ hội để cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được thể hiện bằng ánh sáng đúng như tên gọi của lễ hội các tác phẩm nghệ thuật từ ánh sáng do các nghệ sĩ đức thể hiện đặc biệt ấn tượng hàng chục địa danh công trình lịch sử ở thủ đô được khoác lên mình những bức tranh cổ tích độc đáo xen lẫn những hình ảnh tư mới hiện đại mang đến cho người xem nhiều cảm xúc du khách cũng được thưởng thức các tiết mục trình diễn nghệ thuật và âm nhạc cũng như có cơ hội tham gia các tour du lịch khám phá những nét đẹp văn hóa của thủ đô Berlin nói riêng và nước Đức nói chung. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.